Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng nâng cao của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đến với bài học có chủ đề chi phí tuyển dụng là gì, cách tính chi phí tuyển dụng đơn giản. Đối tượng của khóa học ngày hôm nay, khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm, bao gồm những bạn sinh viên đang học các chuyên ngành nhân sự hoặc là những bạn đang có hỗ trợ công tác nhân sự trong công ty và muốn tìm hiểu thêm các mảng liên quan đến CNB, tuyển dụng, bộ luật lao động. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay, đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là bạn có thể sử dụng thêm phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Hiện tại HRVN Academy có mặt trên các nền tảng blog, kênh YouTube, podcast. Bạn chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, thì trong bài học phương pháp lập kế hoạch tuyển dụng, chúng ta đã có nhắc qua về phần xác định các kênh nguồn cần sử dụng và chi phí dự kiến để đảm bảo việc tuyển dụng đủ số lượng với chi phí tối ưu nhất. Và trong bài học này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về chi phí tuyển dụng và phương pháp để tổng hợp thống kê chi phí tuyển dụng đơn giản nhất cho người mới. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các bạn nha. Và bây giờ mình cùng điểm qua các nội dung chính trong bài học mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó là chi phí tuyển dụng là gì. Tiếp theo là cách tổng hợp và phân tích chi phí tuyển dụng đơn giản. Và cuối cùng là tại sao mình cần phải phân tích chi phí tuyển dụng. Chi phí tuyển dụng là gì? Hiện tại thì nhiều công ty đã áp dụng phần mềm quản lý nhân sự để có thể quản lý, thống kê và theo dõi chi phí hiệu quả một cách nhanh chóng và tức thời, bao gồm cả việc quản lý công tác tuyển dụng. Bên cạnh đó cũng không ít công ty vẫn chưa coi trọng công tác tổng hợp và phân tích chi phí tuyển dụng, mà thực tế cứ phát sinh ở đâu thì lại đề xuất tuyển ở đó, dẫn đến việc lãng phí và không đánh giá được hiệu quả. Chi phí tuyển dụng hiểu đơn giản đó là chi phí mà công ty phải bỏ ra để tuyển được nhân sự. Nó có thể được tính toán chi tiết hơn như là chi phí trên một data ứng viên đã nộp hồ sơ, chi phí trên một ứng viên đi phỏng vấn, chi phí trên một ứng viên đạt phỏng vấn, hoặc là chi phí trên một ứng viên đã nhận việc, vân vân. Hoặc là có thể chi tiết hơn nữa, đó là thống kê chi phí tuyển dụng theo từng kênh nguồn tuyển dụng để có thể đánh giá hiệu quả các kênh nguồn, và đồng thời dữ liệu tổng hợp này có thể sẽ làm một cái dữ liệu quan trọng để cho mình có thể lập những cái kế hoạch tuyển dụng sau này. Như đã nói ở trên, thì nếu mà công ty bạn có sử dụng phần mềm thì chỉ cần đưa dữ liệu đầu vào là sẽ có ngay một cái bảng tổng hợp kết quả trực quan, hay còn gọi là dashboard. Và trong bài học này thì mình sẽ chủ yếu tập trung tìm hiểu về khái niệm chi phí tuyển dụng, cách để có thể tính toán và phân tích bằng Excel để các bạn là newbie có thể hiểu rõ bản chất của vấn đề. Còn sau này khi bạn đi làm thì công ty bạn dùng phần mềm hay là thủ công thì bạn cũng có thể đều có thể làm một cách rất là thoải mái các bạn ha. Cách tổng hợp và phân tích chi phí tuyển dụng đơn giản. Thì để có thể tổng hợp và phân tích chi phí tuyển dụng chính xác thì đầu tiên bạn phải thống nhất cách nhập và quản lý dữ liệu đầu vào. Nếu mà một mình cá nhân bạn thì có thể đơn giản, nhưng mà đó là kết quả thống kê của cả một team thì cần phải sử dụng chung một biểu mẫu để khi thống kê thủ công nó sẽ dễ dàng hơn. Thông thường chúng ta sẽ thống kê theo tháng hoặc là theo chiến dịch tuyển dụng. Tất nhiên là từ dữ liệu này thì mình còn có thể làm thống kê theo quý, theo năm. Nhưng mà theo mình thì khuyến khích các bạn nên làm theo tháng, vì nó dễ phân bổ chi phí vào kết quả kinh doanh, hoặc là có nơi phải thống nhất cách chia chi phí với kế toán, hoặc là có thể dùng kết quả báo cáo kết quả thống kê hàng tháng này để có thể làm dữ liệu để đánh giá hiệu suất làm việc, hoặc là thưởng KPI cho nhân viên tuyển dụng, vân vân. Và tiếp theo mình sẽ tìm hiểu là các chi phí nào sẽ cần trong một cái dữ liệu thống kê chi phí tuyển dụng. Đầu tiên đó là chi phí sử dụng cho từng kênh nguồn, bao gồm cả kênh nguồn nội bộ và kênh nguồn bên ngoài.
Tức là dữ liệu này sẽ bao gồm tất cả các kênh nguồn mà bạn sử dụng để tuyển cho vị trí đó. Có một số trường hợp là mua tài khoản đăng tin chung chẳng hạn, nhưng mà dùng cho nhiều vị trí thì mình có thể chia theo tỷ lệ phù hợp. Tin nào sử dụng vị trí hot thì phải chịu chi phí đó. Hoặc là có trường hợp là mình mua theo năm thì có thể chia tỷ lệ theo tháng, hoặc là lấy tổng chi phí năm chia cho số lượng tin đăng mà đã được mình được sử dụng trong cái gói tin đó để ra chi phí một cái tin đăng. Nếu mà có hiệu ứng hot thì cứ vị trí nào dùng thì sẽ tính chi phí cho vị trí đó. Tóm lại là tùy thực tế mà mình sẽ phân chia chi phí này cho nó hợp lý. Tiếp theo là tất cả các chi phí liên quan khác, bao gồm như là chi phí điện thoại, chi phí cơ sở vật chất, chi phí lương cho các bạn phụ trách tuyển dụng, hoặc là tiền thưởng tương ứng cho cái chiến dịch tuyển dụng đó, chi phí đào tạo ứng viên mới, chi phí onboarding, vân vân, và sẽ được cộng vào tổng chi phí. Có một số công ty thì bỏ qua cái phần chi phí này vì nó đã được chia đều theo tỷ lệ chi phí cố định về cho từng BU, tức là từng business unit hoặc là từng phòng ban. Tiếp theo là phần số lượng data ứng viên thu được qua từng giai đoạn theo từng kênh nguồn, bao gồm như là số lượng data ứng viên, số lượng đặt hẹn thành công, số lượng tham gia phỏng vấn, số lượng đặt phỏng vấn, số lượng nhận việc, vân vân, từ kênh nguồn A, nguồn B, nguồn C. Các giai đoạn theo dõi là do công ty hoặc là do bạn chọn để có thể dùng phân tích sau này. Tiếp theo đó là thời gian tuyển dụng. Trong kế hoạch tuyển dụng thì sẽ luôn có deadline phải hoàn thành việc tuyển dụng để đảm bảo cung cấp đủ người cho kế hoạch kinh doanh. Số liệu này có thể không được đưa vào tính, không được đưa vào để tính chi phí tuyển dụng, nhưng vẫn là rất là cần thiết để có thể phân tích trong báo cáo tuyển dụng. Ví dụ trong trường hợp là không đảm bảo được thời gian tuyển dụng thì chúng ta sẽ phân tích xem là có nên tăng chi phí tuyển dụng hay không, và tăng ở kênh nguồn nào chẳng hạn. Và tiếp theo, sau khi đã có được những cái số liệu thống kê đó thì mình sẽ tính chi phí tuyển dụng cost per hire sẽ bằng tổng chi phí tuyển dụng chia cho số lượng tuyển được qua từng giai đoạn. Lưu ý 1 là nếu mà bạn muốn phân tích theo từng kênh nguồn thì bạn có thể thay phần tổng chi phí tuyển dụng bằng chi phí đã sử dụng cho kênh nguồn đó. Lưu ý tiếp theo đó là việc đưa chi phí nào vào để tính toán thì sẽ phụ thuộc vào cách mình phân bổ chi phí của trưởng bộ phận nhân sự hoặc là ban lãnh đạo công ty để mình có thể tính toán cho nó chính xác các bạn ha. Đồng thời mình cũng đính kèm một bảng theo dõi chi phí tuyển dụng đơn giản để các bạn có thể nắm được nội dung bài học. Thì ở phần này các bạn vui lòng ghé trang blog hrbnacademy.com để mình xem thêm nội dung cũng như là bảng ví dụ đính kèm để có thể dễ hiểu hơn các bạn nhé. Tại sao bạn cần phải phân tích chi phí tuyển dụng? Bài toán chi phí, doanh thu và lợi nhuận luôn là câu chuyện muôn thuở của tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, đặc biệt là ở các công ty hoặc là dự án muốn mở rộng quy mô, thì chi phí tuyển dụng nói riêng, trong chi phí nhân sự nói chung, nó sẽ không hề nhỏ. Nếu mà không có sự theo dõi chính xác thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến P&L. Sau đây là một vài lý do mà công ty hay là phòng nhân sự cần phải phân tích chi phí tuyển dụng để các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là có cơ sở dữ liệu để làm báo cáo hàng tháng. Thì nhiều công ty quy mô nhỏ hoặc là các bạn tuyển dụng ít kinh nghiệm vì phải chạy theo tiến độ mà bỏ qua bước này. Nên một ngày đẹp trời, sếp bảo làm báo cáo công tác tuyển dụng thì chỉ biết khóc ròng. Lúc này mới loay hoay bùa số liệu vì đâu có theo dõi ngay từ đầu. Tiếp theo là có cơ sở dữ liệu để làm kế hoạch tuyển dụng. Bạn sẽ có cơ sở dữ liệu đầu vào để làm kế hoạch tuyển dụng chính xác cho những lần tiếp theo, như là nên sử dụng kênh nguồn nào, hiệu quả như thế nào. Trong trường hợp dự án muốn đẩy nhanh tiến độ hoặc là muốn có thêm một cái kế hoạch tuyển dụng backup thì nên tăng chi phí ở kênh nguồn nào, lý do vì sao. So với việc thuê ngoài tuyển dụng thì các bạn nhân sự nội bộ đang làm thì có tốt hơn hay không, chi phí so sánh so với thuê ngoài như thế nào.
Tiếp theo là có cơ sở dữ liệu để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp. Có những vị trí mà công ty phải tuyển dụng quanh năm vì rất nhiều lý do, bao gồm cả tính chất công việc và ngành nghề. Tuy nhiên, nếu mà cơ sở dữ liệu đã thể hiện chi phí tuyển dụng hàng năm hoặc là hàng tháng quá cao, thì công ty có thể cân nhắc áp dụng thử phương án giữ chân nhân sự, gắn kết nhân sự từ một phần chi phí trích ra từ ngân sách tuyển dụng này, xem thử giữa việc tuyển mới liên tục và việc giữ chân nhân viên cũ lâu hơn thì cái nào sẽ có lợi hơn, để từ đó có những cái quyết định điều chỉnh phù hợp. Tiếp theo là có cơ sở dữ liệu để xây dựng các chương trình thi đua khen thưởng cho team tuyển dụng. Khi người quản lý tuyển dụng có đầy đủ các dữ liệu trực quan, họ có thể dùng để đưa ra các chương trình như là khuyến khích động viên hiệu suất làm việc của team tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm của các cá nhân đang làm tốt, hoặc là tối ưu quy trình tuyển dụng, cũng như là có cơ sở để đánh giá performance, hiệu suất làm việc và nhận diện các nhân viên làm việc tốt để có những cái kế hoạch phát triển phù hợp trong tương lai. Tiếp theo là thể hiện bạn là một người có tư duy làm việc dựa trên dữ liệu trực quan. Hiểu và luôn theo dõi thống kê chi phí tuyển dụng giúp cho người làm tuyển dụng có căn cứ để phân tích hay là đề xuất các kênh nguồn hiệu quả với sếp, hoặc là chứng minh bạn đã làm rất tốt, vân vân. Thì đây cũng là dữ liệu đầu vào để các bạn làm các report hoặc làm các báo cáo hàng năm. Đồng thời thể hiện bạn là một người có tư duy làm việc dựa trên dữ liệu trực quan, hay còn gọi là data driven, chứ không phải là một người nói suông, kiểu như là khi tuyển dụng chưa đạt kết quả tốt thì lại nói là tại thị trường lao động ảm đạm quá, mà không có bất kỳ một cái dữ liệu thực nào để chứng minh điều đó. Và cuối cùng là một cái khuyến nghị dành cho các bạn, chi phí tuyển dụng hay còn gọi là cost per hire sẽ không phải là một cái căn cứ quan trọng nhất để đánh giá thành công của một chiến dịch tuyển dụng, vì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, như là công ty muốn đẩy nhanh công tác tuyển dụng nên chấp nhận độ chi phí cao hơn, hoặc là công ty đang dùng rất nhiều chi phí để làm thương hiệu tuyển dụng, vân vân. Cho nên hãy xem chi phí tuyển dụng là một căn cứ để tối ưu công tác tuyển dụng và là dữ liệu để đưa ra các quyết định liên quan tới chi phí này. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về bài học chi phí tuyển dụng là gì, cách tính chi phí tuyển dụng đơn giản cho người mới. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn. Bạn có thể để lại phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới để mình ghi nhận và giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích nội dung bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.